Chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ trên màn hình sau phần thông tin và thương mại. Để kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi nói về đề tài giới luật và những điều răn ảnh hưởng trong đời sống. Trong cái suốt mấy ngàn năm, khi chúng ta xem kinh cũng như xem kinh thánh, lời Đức Phật, lời Đức Chúa, thì chúng ta thấy rằng những cái lời nói đó, ta gọi rằng văn sử hoặc là văn cảnh hoặc là ngôn cảnh của những thời kỳ đó, có nghĩa rằng trong cái hoàn cảnh đó mà các ngài đã nói ra, thì khi cái hoàn cảnh nó nói ra thì đương nhiên của hai trên 2.000 năm về trước thì nó khác với hoàn cảnh bây giờ rồi. Khi mà nó khác như vậy rồi đó, thì cái ứng dụng ở trong cái đời sống hàng ngày, từ ở chỗ này qua chỗ kia, ngay cả vùng miền chúng ta thấy nó có những cái khác nhau. Thí dụ về phong thổ, về thức ăn, rồi về đủ mọi thứ ở mỗi vùng nó khác. Thí dụ Trung Đông, nơi Đức Chúa sinh ra, thì nó khác như cái vùng ở các nơi khác, rồi cũng như nơi Trung Ấn Độ của Đức Phật sinh ra cũng vậy. Chính như có những cái sự khác nhau đó, thì những cái lời dạy của các ngài đó nó cũng có phù hợp với lại dân chúng của thời kỳ đó. Thì đến ngày hôm nay là trên 2.000 năm đó, thì quý vị thấy những cái lời dạy đó chúng ta có cái gì để bổ khuyết thêm, hoặc là chúng ta có giải thích gì thêm để làm sao cho những lời dạy đó ứng dụng cho năm 2018 hay không? Kính mời lắm luôn. Kính thưa cư sĩ được chương trình, kính thưa quý ngài và quý vị, để trong đời sống loài người chúng ta tùy theo cái môi trường có những sự mà thay đổi về luật lệ. Thí dụ cách đây khoảng chừng vào năm 1980 ở Houston đã có cái luật Blue Law là không được mở cửa tiệm vào ngày chủ nhật, hoặc là tại Houston này có cái luật là không được nuôi gà trống Gãy trong thành phố. gãy nó gãy Tại quá, vì sợ nó gãy gãy, quá rồi chịu không người nổi. ta làm phiền người lòng người khác. Nhưng mà cái luật của Thiên Chúa, bên Chúa yêu người, có từ xưa, có từ ngàn đời, và đến ngày nay là vẫn còn áp dụng, gọi là cái nền tảng của mọi những sự mà lề luật khác. Và những điều mà mình quan tâm, mình để ý đến người khác, hoặc là làm cái tấm lòng của chúng ta dành cho người khác, cái điều đó nó không có gì mà gọi là sai trái cả. Nên là luật lệ của loài người phải được đặt trên cái nền tảng là bên Chúa yêu người, để chúng ta khi mà làm luật là mình, hoặc là mình làm cái điều nào đó, hoặc là đưa ra những cái luật trong gia đình chẳng hạn, cần phải chú trọng vào cái sự mà yêu thương, để mà dùng đùm bọc lẫn nhau trong đời sống. Nên là ước gì nhìn vào đó với cái sự mà lạc quan, cái sự mà cái tấm lòng của mình thì sẽ không thấy cái sự mà nặng nề hoặc là đè nặng trên đời sống, mà với cái sự mà cởi mở. Cảm ơn. Kính mời Hòa Thượng. Dạ. Thưa Hòa Thượng, có thêm câu này nữa là giữa cái nguyên thủy với là cái đại thừa đó, thì nó cũng có cái sự thay đổi, thưa Hòa Thượng ha. Thành ra trong cái giai đoạn này vậy, Hòa Thượng thấy thế nào về vấn đề giới luật đó? Dạ, cảm ơn cư sĩ, quý ngài và thưa quý vị. Thật sự ra thì vấn đề chúng tôi không có cái ý mà, dĩ nhiên là mình không có khả năng, thứ hai là không có thời giờ để mà mình nói những cái chuyện mà nó là có thể thay đổi một số những luật lệ gì trong tôn giáo vốn đã được thiết lập mấy ngàn năm về trước. Thì bây giờ nó cái sự đời sống tiến bộ, khoa học kỹ thuật và con người, xã hội nó thay đổi như vậy, có thay đổi theo không? Thật sự là trong riêng cái đời sống tôn giáo thì tôi nghĩ rằng trên căn bản á, gần như không có cái chuyện gì. Thứ nhất là mình cũng không không sinh ra, mình cũng không có dám mà đụng đến những chuyện gọi là thay đổi, chỉ có cái là ứng dụng hay không ứng dụng, và cái ứng dụng như thế nào để nó phù hợp với cái sự tiến bộ về đời sống tinh thần của mình, để cho mình mỗi ngày nó mỗi khá hơn và trở thành những cái người mà nói làm suy nghĩ cho nó khá hơn không. Do vậy, ví dụ như chúng tôi nói là kể ra các vị thấy như người tứ diệu đế là bốn cái sự thật, rồi nói là về cái cuối cùng là đạo đế, tức là con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát. Thì những cái tám cái điều đó, làm sao ai nghĩ rằng mà thay thế được. Ví dụ tám cái điều đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mỗi cái chánh như vậy là cái nào nó cũng cần cho cái việc mà tu tập, hướng dẫn mình để sửa lời nói, việc làm và tư duy của mình. Do vậy, đối với tôi thì giá trị của tôn giáo là một giá trị tùy theo mình ứng dụng hay không ứng dụng, và quá nhiều những cái điều tốt đẹp mà mình chỉ mong manh chút 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 gì thôi, chứ mình không có đi xa được
trừ khi cái căn tánh của mỗi người của chúng ta xuất sắc lắm, cho nên họ sinh ra đời thấy cái điều đó là họ có thể đi gần như gần gần nửa cái đoạn đường rồi, còn mình thì mới từ tập chập chững từ ở dưới chân đồi mới bước một hai bước. Do vậy đối với tôi là luật lệ và cách sống của tôn giáo cho chúng ta nhiều cái khái niệm để mình học, để mình sống cuộc sống tốt đẹp. Dạ, kính cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, qua cái ngôn cảnh ngôn sử cũng như văn sử đó, thì chúng tôi thấy rằng ở mỗi một cái thời kỳ đó, đối với bên Phật giáo Hảo, Đức là gần đây nhất á, từ năm 1539 thôi, mà cái thời kỳ đó thì Đức Thầy dùng ở trong cái bài sứ mạng là gọi người Pháp là Lan Xa. Thành ra đến giờ phút này á, khi mà đọc tới đó là nhiều người ngớ ngẩn, không biết Lan Xa là cái gì. Nhưng mà Lan Xa ý chỉ là người Pháp. Và ngoài ra Ngài dùng những cái danh từ của người miền Trung. Dạ, tại vì Ngài đi ra Bắc rồi Trung Nam rồi đủ hết. Thành ra ở trong cái lời giảng của Ngài đó, Ngài dùng cái tiếng Ni Mô của người Trung luôn. Thành ra nhiều khi trong này đọc không hiểu. Thành ra từ chỗ đó mà tùy duyên bất biến. Thế cho nên là chúng ta không có sửa, mà như mà chúng ta thêm để giải thích làm thế nào cho những cái thế hệ mai sau là hiểu được rõ là cái lời dạy, cũng giống như những ngôn từ và cũng giống như những cái lời răn của cái thời kỳ đó. Thí dụ ở bên Phật giáo Hòa Hảo có một cái điều răn, đó là điều thứ năm, đó là không được ăn thịt trâu, thịt chó, thịt bò. Giải thích tại sao không ăn. Thưa quý vị, là tại vì cái thời kỳ đó những con bò đó là nó có cái nhiệm vụ nó giúp đỡ cho nông nghiệp, mà cái người dân lúc đó chưa biết đạo đó thì rất là ít ăn con bò tơ mà nướng tréo. Thành ra con bò tơ nó có bao nhiêu ra là đem ra ăn sạch hết trơn à. Thành ra thầy ra đời thầy khuyến người dân nên hạn chế cái chuyện đó để giúp cho con bò nó có về phát triển nông nghiệp. Thì đó là những cái mà chúng ta không thay đổi, nhưng mà giải thích cho thế hệ mai sau biết, để mình không phải là tin trong cái vấn đề mà dị đoan mê tín hay là mù quáng. Yeah. Trong tình đấng thì kính mời mục sư chia sẻ thêm. Dạ, yeah. Thì cái câu này cũng rất là hay, là chân lý đối với người tin Chúa thì chân lý của Chúa không bao giờ thay đổi. Tôi ví dụ như giờ mình ăn cơm thì mình sống, mà mình ăn đá mình chết thì không thể thay đổi được, không bao giờ thay đổi. Thì chân lý của Thượng Đế về sự cứu rỗi, về Ngài là đấng tạo hóa, và người ta phải tin Chúa Giêsu để được cứu, để được tha thứ tội lỗi và được sự sống đời đời. Tất cả những cái điều đó thì không, chân lý của Chúa không bao giờ thay đổi đâu. Như Chúa đã nói, trời đất sẽ qua đi nhưng lời ta sẽ không bao giờ qua. Được. Đó là Matthew đoạn 24. Đừng nghĩ rằng ta đến để hủy bỏ kinh luật và kinh tiên tri. Ta đến không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. Vì thật ta bảo các con, cho đến khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong kinh luật cũng không qua đi, cho đến chừng tất cả được thành tựu. Có nghĩa là không hề có sự thay đổi của luật pháp và chân lý của Chúa đâu. Nhưng mà cái cách truyền đạt á, ví dụ như chúng tôi Kinh Thánh cách đây 50-60 năm dịch tiếng Việt, rồi bây giờ Kinh Thánh bây giờ phải, mình phải dịch lại cho nó đúng với cái ngôn ngữ bây giờ để cho các em nó hiểu. Thì cái đó là chuyện rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà cái sứ điệp, cái nội dung không được thay đổi. Mình thay đổi theo cái cách, ví dụ như là tôi truyền giáo, ngày xưa mấy ông đâu có PowerPoint hay là có computer để nói, hoặc là có TV như mình. Cho nên cái chuyện bây giờ mình làm dùng TV, mình truyền giáo thì nó không được, làm sao cũng làm chứ, nhưng mà cái nội dung phải giữ, nhưng mà những cái phương tiện mà mình truyền đạt đó, hoặc là cách mình truyền đạt đó phải sao cho ta hiểu. Cái nội dung. Về phương diện là chân lý thì không hề thay đổi. Chắc là thì trong thời gian này tôi cũng xin dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Thượng Đế toàn năng là đấng tạo dựng nên trời đất và muôn vật và tạo dựng nên loài người chúng con. Chúng con cũng cảm ơn Ngài vì Chúa cho chúng con có nhiều tôn giáo. Nhưng dầu vậy, chúng con tin chắc rằng chỉ có một đấng tạo hóa duy nhất đã dựng nên vũ trụ này từ khi không có gì. Ngài phán thì mới có thời gian, mới có vật chất và mới bắt khởi sự của vũ trụ chúng con và loài người chúng con. Vậy chúng con cảm ơn Chúa vì khi đây chúng con học về luật pháp của Chúa và chân lý của Ngài. Nguyện xin tất cả chúng con cũng như là những người đang tham dự, các khán giả đang tham dự chương trình này đều sẽ nhận biết Ngài và nhận biết chân lý của Ngài, và bởi đó mà họ được sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giêsu, và có sự sống đời đời cũng như đời sống của họ được thăng tiến và được hạnh phúc bình an trong sự
bảo vệ, che chở và phù hộ của Thượng Đế do họ nhận biết Ngài và thờ phượng Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chân thành cảm ơn Linh Mục Trần Ngọc Hùng, Hòa Thượng Thích Vượng Việt và Mục sư Hồ Việt để cùng thảo luận trong chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán thính giả của đài. Kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.